Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc hộp đựng khăn mặt và bàn chải đánh răng của hãng Ecoco. Đây là chiếc hộp có thành phần làm từ rơm lúa mì và mã số của sản phẩm là E1713. Ở đây chúng ta có 3 màu, gồm màu hồng, màu xanh nhạt và màu vàng nhạt. Với chiếc hộp này thì các bạn có thể đựng khăn mặt và bàn chải khi các bạn đi du lịch hoặc đi công tác. Ngoài ra thì cái hộp này chính là hai chiếc cốc. Ở đây chúng ta đang có một màu vàng nhạt. Bạn tách ra thì trong này các bạn có thể để được bàn chải và kem đánh răng, những khăn mặt. Và các bạn hoàn toàn có thể tách cái này ra để biến thành hai cốc đánh răng, rất là tiện. Đây là màu vàng nhạt, chúng ta sẽ có màu này là màu xanh nhạt. Đây là màu xanh nhạt. Và cuối cùng là màu hồng nhạt. Rất là đẹp. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về cái hộp đựng bàn chải đánh răng và khăn mặt của hãng Ecoco, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.